Chào anh em, hôm nay mình cập nhật cái máy con chim con cho anh em xem cho vui nè. Đây, đây là máy chim con của mình em. Bao nhiêu đây, còn bao nhiêu con đây, với lại cây này nữa. Cây này thì nó đang tập muỗng. Cái này thì hôm nay mình đang phơi nắng, nhưng mà nó bây giờ nó hết nắng mất rồi. Đang phơi thì hết nắng rồi. Mấy con chim này thì vẫn còn niêm phong, chưa vô dịch được nha anh em. Đây, trong đây nhiều người chốt rồi nè. Anh em nhìn cái máy chim con mình nó mau lớn lắm. Đây, con gấu trúc này thì có người chốt rồi nè. Con gấu trúc này chắc là cỡ khoảng 20 ngày thôi, mình nhìn anh em nhìn nó to, giống y con cha vậy. Hai con gấu trúc đây con, đây con. Con này thì chưa chốt nè, con này thì có người chốt rồi. Con đầu trắng này thì cũng có người chốt rồi nè. Chim đây thì nó đang tập ăn chuối nha. Đây, mấy cái như cái lồng này thì có người chốt hết rồi, nhưng mà nó mình chưa vô dịch được anh em. Đây, đây cái con bạch hậu vệ của cái con trống chịch dậu của mình đó. Con cục đuôi á thì cũng có bạn kia chốt rồi. Cái cánh nó hơi xì xệ, nó không biết đó, không biết sau này nó thế nào, nhưng mà ngày này là mình bắt đầu cho nó uống thuốc rồi nè. Mình có thuốc mình cho nó uống rồi. Đây, cái lồng này có chốt hết rồi nha. Cái lồng đây lồng chim câu này, hôm trước mình nuôi trong thùng xốp mà hôm nay nó đã thế này rồi anh em này. Cách đây có mấy hôm chứ mấy, cách đây mình lên video cách đây chỉ 2-3 ngày vậy. Đây, trong đây thì có gen gấu trúc này. Có nghĩa là con bố của cái con gấu trúc mình á, là nó đạp với con bạch, là nó ra được 3 con gấu trúc trong này. Thì cũng có người chốc một con, còn hai con có anh kia chốc nhưng mà chưa thấy chuyển cọc. Đây anh em nhìn nè, cái dòng gấu trúc cái màu nó dài lắm. Anh thấy chim con mình nó màu lớn không? Mình nó là đây, để mình để con trong này có một cặp Indo 50 anh em. Con này không phải nha, con Indo này tầm 7,5, chắc mình giữ lại, mình có một con thôi, mình giữ lại để mình nói mấy con chim cho anh em xem luôn nè. Mình quay nó hơi ấy, nó hơi nhỏ. Vì trong số các lồng đây thì chỉ có lồng này hiện giờ là mình sẽ gửi chim đi được, vì lồng này chim con mình mới ra. Đây, trong đây thì có một cặp Indo 50 nè. Con Indo 50 này nè, đây là con Indo 50 bạch nè, con Indo này với lại con Indo đang này, con Indo đang này là yếm, như mình thấy là yếm nó khít luôn hay sao ấy. Nó ngược nắng đây đó. Đôi này mình bán lúa non là 12 triệu nha anh em. Indo 50 là có nghĩa là của một cặp Indo 50 nó đẻ ra. Một cặp Indo 50 đẻ ra nha. Vì sao nó nhỏ 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 nha. Còn đây cái gen gấu trúc đệ bàn này thì cũng có người chốc một con rồi nha. Con đệ bàn này có người chốc rồi nè. Nó không lấy nát được. Đấy. Quả cho anh em xem thôi, chứ còn mình quay nó cắn cái lồng nó không ái được. Con này là con gen gấu trúc nè. Gen gấu trúc này mình đoán là dễ trống lắm, vì nó to mà nó lăn. Ba con đều lăn hết nhưng mà con này to hơn. Em thấy này, em thấy chưa? Đấy, một con. Thì mình bắt vào cho nó bay mất. Con này là gen gấu trúc nè. Con này cũng gen gấu trúc mà con này là anh kia chốc rồi. Còn con này đây, con đó với con này. Hai con là có ông anh kia là ông chốc.
chót nhưng mà mới chót miệng thôi, mình bảo chuyển cọc thì chưa thấy chuyển. Hai con mình lúa non á, hai con này mình bán lúa non, con này với là con đó là 12 triệu nha, dòng cấu trúc. À, bên đây có hai con Indo 50 nữa anh em. Đây, hai con Indo 50. Đầu nó có được ít bông nha, mỏ dưới lột. Hai con này. Hai con này anh em nào lấy lúa non thì hai con Indo 50 này 6 triệu nha. Cái này á, Indo này thì mẹ bạch bố Indo. Đó, nó khác với cái dòng Indo 50 bên này. Indo 50 bên này là hai con Indo 50, hai con bông Indo 50 nó đẻ ra. Đây. Đó, một con cái yếm khích ấy. Là một con yếm khích đó với lại một con nhỏ của nó đứng bên này nè, đứng sát bên này. À giờ bây giờ có nắng rồi anh em này. Đây còn hai con Indo này thì ghép một bạch với lại một Indo nó ra nha. Đầu thì có vài chấm bông. Mỏ thì dưới hơi lộc một xíu. Đây nó nắng rồi nè, nắng rồi mình để ra cho nó phơi. Mình phơi chim là mình phơi nắng sáng và nắng chiều. Nắng dịu á, nắng nào nó dịu dịu là phơi. Anh em nhìn cái bài này, bữa nay nó lớn nè. Chim con thì mình cho ăn cái cám bột ấm của cô em thôi anh. Cô em mình nó làm cám ấm á. Đây. Gói này nè. Đây, gói cám ấm nè. Anh em nào có dùng cám này thì liên hệ nó để nó ship cho thầy. Mình thì mình dùng cám này. Nếu như cám này mà cái loại cám này thì nó ăn vào con chim nó khỏe, với lại nó có bỏ kháng sinh rồi trong đó, cho nên con chim nó ít bệnh lắm. Đây. Chè mình bữa nay mình cũng cho ăn cám đó anh em. Đây nè, mấy con chè thân, để mình quay mấy con chè thân đang của mình cho anh em xem. Chè nó hơi nhát. Quay như thế này không biết có thấy không nhỉ? Chè này là chè thân Việt mình nhưng mà nó đột biến đen đó nè. Đây. Quay sát cho anh em thấy nè. Chè này thì đang bán một con đen như thế này thì mình bán 28 triệu nha. 28 triệu một con đen. Nếu như anh em nào ghép ấy, thì nên mua một con đen với lại một con thường này nè. Vì con thường này đã chung ổ với con đen là nó có gen á, là vì ghép nó dễ ra lắm, chắc chắn ra chứ không phải dễ nữa. Đấy, cái này là chè thang của mình. Ừ đúng rồi, còn cái này nữa, cái này để quay cho anh em xem nè. Đây, con này là nó nhãi của anh em không nhìn thấy bộ nó. Indo 25 anh em, Indo 25 trống nha. Con này màu đồ đẹp lắm. Là mình ghép với giữa một con Indo 50 với lại một con máy bạch, nó ra con này là Indo 25. Nhưng mà nhìn người nó đang thui rồi, không có đột biến gì hết. Hôm trước có một con đã sinh sản nuôi con tốt thì mình chia lại cho bạn ở Quảng Ngãi rồi. Còn con này cũng khác nha. Mình lấy ra để cho nó học giọng nhưng mà nó còn nhát anh em. Chim nuôi vì đem ra nó nhát lắm, nhưng mà bụng nó đẹp lắm anh em. Mình quay gần không được chứ bộ nó đẹp lắm. Con này anh em nào cần thì mình để lại 4 triệu nha. Để mình đứng xa xa ra mình zoom này. Đấy, nó là cũng thuộc gen bạch đó anh em, nó gen bạch mà nó không có biểu hiện gì bên ngoài. Mình đang đem ra để mình cho nó hấp dẫn. Đây còn con mái này nữa. Con mái này bông ít nha anh em, bông ít nhưng mà đầu đá lăng. Mà cái bộ nó thì hơi nhỏ. Tại vì mình có gì là mình nói thật á, bộ con chim này nó hơi nhỏ, mà lúc trước con của em mình á, nó mua về cho nó nuôi nhưng mà nó bán cho họ thì nó bao trống, cho nên là bây giờ họ nuôi lớn lên thì nó ra con mái á. Con đây chắc hình như cũng 9-10 tháng gì rồi ra con mái, cho nên nó đem nó gửi mình để đây, rồi có ai lấy thì chia lại. Con đây 4 triệu nha anh em, bộ hơi nhỏ nha,
nhà bông nó bông, để mình coi, nó bông trên đầu đây. Đấy, mình đang tính mình bỏ vào ghép nhưng mà mình vừa thiếu AV quá, vì mình lấy AV mình bỏ chim nâu với lại bài chài của mình đó. Đây, để mình cài thử cái con thầy trong măng mình lại xem nó như thế nào. Ở mới nãy chị để đây thì nó gần quá rồi, để mình cài lại thôi. Qua như thế này nó hơi ngược nắng nha nè, cài lại thử con máy này có múa không. Máy này cái màu đẹp lắm nè. Hay là giờ mình lấy con diêm thầy mình ghép với con máy này ta. Nhưng mà thôi, để AV mình bỏ mấy con trà đi. Từ bài chim thầy này mình để cho bài chim nâu mình, bài chim nâu này nó hợp dậm nè. Đang đá bụt nè. Đúng là từ khi mà mình nuôi chim, mình cho ăn cái cám đó thì chim mình nhìn chim nó khỏe hơn hẳn nên. Không phải là mình quảng cáo hay gì đâu, nhưng mà thực tế là như thế, nó khỏe. Cái cám này thì anh em khi mà khoái ra thì nó hơi dẻo á. Anh em mà cho ăn á, không quan út đút cái ống xi ranh á, thì anh em khoái nó sạch sạch thôi. Rồi anh em lấy cày, anh em đút cho nó ăn, lấy cày dách ra cho nó ăn. Hoặc là anh em có thể pha một ít cám gà câu vô nè, cho nó khỏi dẻo. Vì cái cám này nó khi mà mình khoái nước ra thì nó hơi dẻo, nhiều anh em cho ăn nó không quan. Chim mình bây giờ nó bị tồn lại nè, như cái lồng này nè. Cái lồng này là nếu đắng ra không bị cái giá niêm phong này thì mình sẽ sang qua một cái lồng to hơn nè. Cái lồng lớn hơn, tại vì bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 con chim mà ở trong cái lồng này quá nhỏ. Là con chim nó sẽ sinh ra lỗi anh em, nó sẽ sinh ra ngước. Nhưng mà giờ chưa chuyển được. Chắc hy vọng là xong tuần này thì sẽ được giải quyết, sẽ việc chuyển mấy con này đi luôn. Vì mấy con trong đây chim cọc có nhận cọc rất là nhiều trong đây nè, nhưng mà chưa chuyển đi được. Hai con cấu trúc. Cái dòng cấu trúc mình nó có cái đặc điểm là có cái mỏ nó cao anh em. Nên nhìn cái mỏ nó cao giống như con cha. Bài này nè, anh em nhìn thấy đâu cái bài này nha. Mình nuôi cỡ tầm một tuần là nó sẽ cửa như này nè, cửa như này là bắt đầu ăn chú ý mạnh rồi nè, chuẩn bị nó sẽ chuyển quân cám. Khi mà chim câu mình nuôi nhiều á thì anh em cứ bỏ sẵn một cái hũ cám như thế này nè. Khi mà anh em thấy nó ăn chú ý rồi thì anh em bỏ sẵn một hũ cám, nó ăn chú ý cửa tầm 5 ngày là nó sẽ, vì con tính con chim nó tò mò lắm, nó sẽ chuyển qua nó ăn chú ý này. Thì bỏ hai con Indo này qua cho nó phơi nắng luôn. Con Indo này cái đầu nó cũng đá lăn nữa nè. Bên nó nắng quá. À, quay thế này nó rõ hơn. Và thế này nó rõ hơn em à. Rồi để mình bỏ hai con Indo này qua luôn chung cái lồng này. Sự là nó lồng đó nó nhỏ quá. Mấy con này là để bằng gen máy rừng mình nè. Con này là có người chốt rồi nè. Thank you.
mưa trên đầu với lại mỏ nó mỏ dưới nó lọc. Mình bỏ chung qua cái lồng này luôn, cái dòng lồng này nó rất là nhiều. Anh nhìn con bạch này nè, bạch này nó rất là to con, nhưng mà con bạch này cũng có người chốt rồi. Anh em nhìn con bạch này chưa, con bạch vừa đứng bên con Indo nè. Bạch này rất là to con nha, bàn tuổi mấy con này nhưng to con, với lại cái màu nó rất dài. À, qua như thế này nên em dễ nhìn như này. Rồi ok, thôi mình quay sơ mấy chim công cho anh em xem. Cỡ 2-3 ngày thì mình cập nhật một lần nha. Rồi chào anh em. Anh em có cần gì thì liên hệ cái liên hệ Zalo mình số 0971771775. Mình ở Quảng Nam nha.